Trung Quốc đi vào chế độ khẩn cấp khi số ca mắc bệnh do virus corona được xác nhận ở Vũ Hán lên tới 4.475 ca, tính cho đến trưa ngày 28 tháng 1 năm 2020. Số người chết vì virus corona ở Vũ Hán hiện ở mức 107 người với gần 4.409 trường hợp được xác nhận trên khắp Trung Quốc khi nước này bắt đầu các thủ tục khẩn cấp để thử và kiềm chế sự lây lan toàn cầu của mầm bệnh. Làm cho nhiệm vụ đó trở nên khó khăn hơn là virus có thể lây lan trước khi xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào. Cơ quan y tế Trung Quốc cho biết hôm Chủ nhật, có nghĩa là người mang mầm bệnh có thể không nhận ra họ bị nhiễm trước khi truyền virus cho người khác. Trên khắp Trung Quốc thì 15 thành phố với dân số kết hợp gồm 57 triệu người, nhiều hơn toàn bộ dân số Hàn Quốc đã bị khóa chặt hoàn toàn hoặc một phần. Ở Vũ Hán đã được kiểm dịch một cách hiệu quả với tất cả các tuyến đường trong và ngoài thành phố bị đóng cửa hoặc có quy định cao. Chính phủ tuyên bố họ sẽ gửi thêm 1.200 nhân viên y tế cùng với 135 nhân viên y tế của quân đội giải phóng nhân dân để giúp cho nhân viên bệnh viện kéo dài. Thị trưởng Vũ Hán Zhao Xinguan cho biết hôm Chủ nhật số trường hợp có thể tăng thêm 1.000. Theo thống kê, đến ngày 28 tháng 1 thì tổng số ca nhiễm bệnh viêm phổi cấp Vũ Hán do virus corona diễn ra như sau. Ở Hubei có tổng số ca mắc bệnh là 2.714 ca và số người chết là 100 người. Ở Zhejiang có 173 trường hợp mắc bệnh, chưa có trường hợp tử vong. Ở Henan có 168 trường hợp mắc bệnh và có 1 trường hợp tử vong. Ở Guangdong có 151 trường hợp mắc bệnh và chưa có trường hợp tử vong. Ở Chongqing có 132 trường hợp mắc bệnh và chưa có ca tử vong. Ở Anhui có 106 trường hợp mắc bệnh và chưa có ca tử vong. Ở Hunan có 100 trường hợp bị mắc bệnh và chưa có trường hợp tử vong. Ở Sichuan có 90 trường hợp mắc bệnh, chưa có tử vong. Ở Shandong có 87 trường hợp mắc bệnh và có 1 trường hợp tử vong. Ở Beijing có 80 trường hợp mắc bệnh và có 1 trường hợp tử vong. Ở Jiangxi có 72 trường hợp mắc bệnh, không có tử vong. Ở Jiangsu có 70 trường hợp mắc bệnh, không có tử vong. Ở Shanghai có 66 trường hợp mắc bệnh và có 1 trường hợp tử vong. Ở Fujian có 59 trường hợp mắc bệnh, chưa có tử vong. Ở Guangxi có 51 trường hợp mắc bệnh, chưa có trường hợp tử vong. Ở Shaanxi có 35 trường hợp mắc bệnh, chưa có tử vong. Ở Hainan có 33 trường hợp mắc bệnh và có 1 trường hợp tử vong. Ở Hebei có 33 trường hợp mắc bệnh, 1 tử vong. Ở Heilongjiang có 30 trường hợp mắc bệnh và có 1 tử vong. Ở Liaoning có 27 trường hợp mắc bệnh, chưa tử vong. Ở Yunnan có 26 trường hợp mắc bệnh, chưa tử vong. Ở Taijin có 23 trường hợp mắc bệnh, chưa có tử vong. Ở Shanxi, 20 trường hợp mắc bệnh, chưa tử vong. Ở Gansu có 19 trường hợp mắc bệnh, không tử vong. Căn bệnh này cũng đã lan rộng khắp Trung Quốc với gần 70 trường hợp được xác nhận tại thủ đô Bắc Kinh, bao gồm một bé gái 9 tháng tuổi. Trường hợp trẻ nhất được biết đến được xác nhận cho đến nay. Trung Quốc đã kéo dài kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán đến ngày 2 tháng 2 trong nỗ lực ngăn cản mọi người đi du lịch và lây lan virus hơn nữa. Bên ngoài Trung Quốc, đại lục thì ít nhất 13 nơi khác báo cáo các trường hợp nhiễm virus bao gồm Pháp, Úc, Hoa Kỳ. Trong đó, cụ thể tính đến ngày 28 tháng 1 thì tổng thống kê số ca nhiễm bệnh viêm phổi cấp Vũ Hán do virus corona như sau. Theo số liệu cập nhật gần đây nhất, đã có 18 quốc gia và khu vực ngoài Trung Quốc đã phát hiện trường hợp nhiễm virus corona bao gồm Hồng Kông 8 người, Thái Lan 8, Macau 6, Úc 5, Singapore 5, Đài Loan 5, Mỹ 5, Nhật Bản 4, Malaysia 4, Hàn Quốc 4, Pháp 3, Việt Nam 2, Campuchia 1, Canada 1, Đức 1, Bờ Biển Nga 1, Nepal 1 và Sri Lanka 1. Tại Hồng Kông, thì các nhà chức trách cho biết cư dân của Hồ Bắc và những người đã đến thăm khu vực này trong vòng 14 ngày qua sẽ không thể vào thành phố. Lệnh không bao gồm dân cư Hồng Kông, mặc dù họ có thể được kiểm dịch. Đã có những cuộc biểu tình ở thị trấn Fenlin phía bắc Hồng Kông, gần biên giới Trung Quốc, sau khi được thông báo rằng một tòa nhà chung cư không có người ở đó sẽ được chuyển đổi thành một trung tâm kiểm dịch tạm thời. Người dân đã dựng rào chắn và đụng độ với cảnh sát. Vào ngày Chủ nhật, chính quyền cho biết họ đang từ bỏ kế hoạch. David Heyman, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thu thập dữ liệu về vụ dịch, cho biết virus này lây lan dễ dàng từ người sang người hơn so với những suy nghĩ trước đây. Chúng tôi hiện đang chứng kiến sự lây lan của thế hệ thứ 2 và thứ 3. Heyman nói, tại Hoa Kỳ, nơi đã xác nhận 5 trường hợp mắc bệnh, bà Nancy Messonnier, Giám đốc Trung tâm Phòng chống Bệnh tật và Phòng chống Dịch bệnh Quốc gia Hoa Kỳ nói rằng, chúng ta cần chuẩn bị như thể đây là một đại dịch, nhưng tôi tiếp tục hy vọng rằng nó không phải là như vậy. Một số quốc gia bao gồm Hoa Kỳ và Úc đang tìm cách hồi hương công dân và nhân viên chính phủ từ Trung Quốc. Bộ Y tế Úc, Reid Hunt nói với đài phát thanh ABC quốc gia hôm thứ Hai rằng, Canberra đang thực hiện kế hoạch đưa 100 thanh niên Úc ra khỏi Vũ Hán. Chúng tôi đang làm việc để đảm bảo rằng có sự hỗ trợ cho những người Úc đó và chúng tôi đang ở đó. Chúng tôi cũng đang làm việc cũng như là các quốc gia khác để cố gắng đảm bảo khả năng quay trở lại Úc,
Hình nói, theo báo Tuổi Trẻ.vn thì các nước đang khẩn trương sơ tán công dân của mình. Thật vô cùng căng thẳng. Ông Joseph Bessy, người Anh, giáo viên dạy tiếng Anh tại Vũ Hán, chia sẻ tình hình của bản thân với AFP. Con virus này thực sự đáng sợ, nhưng nỗi sợ lớn nhất với tôi là chuyện này sẽ kéo dài trong nhiều tháng và sẽ rất khó khăn để có đủ các nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống. Anh Joseph Bessy nói, chính phủ các nước đều đang rất khẩn trương tìm kiếm những phương thức có thể sơ tán an toàn công dân ra khỏi thành phố Vũ Hán có 11 triệu dân của Trung Quốc. Nhật Bản công bố sẽ điều một máy bay tới Vũ Hán vào tối ngày 28 tháng 1 để sơ tán 200 trong tổng số 650 công dân Nhật đang bị kẹt lại. Chúng tôi cũng sẽ mang theo các dụng cụ y tế như khẩu trang và đồ bảo hộ cho người Trung Quốc cũng như cho các công dân Nhật. Hãng tin AFP dẫn lời Ngoại trưởng Nhật Bản, ông Toshimitsu Motegi, phát biểu tại Tokyo. Cũng theo ông Toshimitsu Motegi, chuyến bay sơ tán này sẽ rời Vũ Hán trong sáng 29 tháng 1 và Tokyo vẫn đang nỗ lực tổ chức thêm các chuyến bay tương tự khác. Trong khi đó, thì nhà chức trách Mỹ cũng khẩn trương triển khai sứ mệnh hỗ trợ công dân đang mắc kẹt tại Vũ Hán. Trong ngày 28 tháng 1, thì một chuyến bay thuê ban đầu của Mỹ được lên kế hoạch rời Vũ Hán vào ngày 28 tháng 1 để đưa các nhân viên lãnh sự và một số công dân Mỹ về nước. Tuy nhiên, sau đó Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã hoãn chuyến bay tới ngày 29 tháng 1 mà không nói rõ lý do. Pháp thông báo đã lên kế hoạch sơ tán công dân khỏi Vũ Hán vào giữa tuần này. Nhiều quốc gia khác cũng nỗ lực hồi hương công dân từ Trung Quốc, trong khi Đức cho biết đang cân nhắc việc này. Hành khách đi qua tấm banner cung cấp thông tin về dịch viêm phổi cấp ở Vũ Hán tại điểm rào quét thân nhiệt tại ga đến quốc tế ở sân bay Kuala Lumpur. Bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủ yếu lây lan qua hắt hơi, ho. Trong ngày 28 tháng 1, thì nhiều chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Trung Quốc chia sẻ với báo giới rằng việc ở gần một người bệnh hắt hơi hay ho có vẻ như là phương thức chính làm lây nhiễm virus corona. Để ngăn ngừa tình huống những đám đông người rất lớn có tiếp xúc gần với nhau, nhà chức trách Trung Quốc đã triển khai các quy định hạn chế đi lại trên nhiều khu vực cả nước. Bắc Kinh cũng đã kéo dài thời gian nghỉ Tết sang tuần tới để giữ mọi người ở lại nhà, chưa trở lại thành phố làm việc. Trong diễn biến liên quan, thì ngày 28 tháng 1, Bộ Giáo dục Trung Quốc thông báo học kỳ mùa xuân với các trường phổ thông và đại học của Trung Quốc sẽ hoãn và chưa công bố ngày bắt đầu học lại cụ thể. Bất chấp những biện pháp phòng ngừa dịch cực đoan ở mức chưa từng có tiền lệ, theo hãng tin AFP cho tới ngày 28 tháng 1, thì tốc độ lây lan của virus corona mới có vẻ vẫn chưa chậm lại. Ngày 28 tháng 1, thì Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết có thêm 26 ca tử vong, nâng tổng số ca chết người vì nhiễm chủng virus corona mới là 106, số ca nhiễm bệnh cũng đã tăng gần gấp đôi so với số liệu công bố ngày 27 tháng 1, lên đến 4.515 người, còn gần 7.000 trường hợp nghi nhiễm bệnh khác vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm. Trong ngày 27 tháng 1, thì số ca nhiễm virus corona mới đầu tiên cũng đã được ghi nhận tại ba nước Đức, Canada và Sri Lanka. Các nước Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ và Đức cùng một số nước khác kêu gọi người dân cân nhắc lại mọi kế hoạch tới Trung Quốc. Và trên đây là cập nhật của chúng tôi liên quan tới bệnh viêm phổi cấp Vũ Hán do virus corona gây ra. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các tin tức có liên quan trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký, like, share để nhận thêm nhiều tin tức mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.